Hello, xin chào tất cả mọi người. Trên đây là tổng hợp 12 mẫu vách TV được sử dụng bằng nhựa ceramic phủ tráng gương siêu sang trọng khi sử dụng sản phẩm này cho không gian phòng khách của gia đình anh chị và các bạn. Và nếu như anh chị và các bạn thấy những bản thiết kế này phù hợp với không gian gia đình mình thì hãy áp dụng ngay cho không gian để tạo lên những cái điểm nhấn sang trọng và lịch sự cho không gian gia đình mình anh chị và các bạn nhé. Và nếu như thấy em chia sẻ video này thực sự hay hữu ích đến anh chị, hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn và mới nhất mà bên em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày. Và những bản thiết kế cập nhật bên em sẽ đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày và hoàn toàn là miễn phí luôn. Chính vì vậy anh chị không nên bỏ lỡ anh chị nhé. Và trên đây là tổng hợp 12 mẫu vách TV được khách hàng sử dụng nhiều nhất trong năm 2022. Và anh chị và các bạn xem xong video này thì đều có thể áp dụng những sản phẩm này vào cho không gian gia đình mình, để tránh trường hợp là mua phải những bản thiết kế đắt đỏ cũng như những loại chất liệu mà sản phẩm chất lượng mang lại cho gia đình anh chị và các bạn không như mong muốn. Và nếu như có nhu cầu sử dụng sản phẩm hay bất kỳ tư vấn về sản phẩm này, liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 để được bên em tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm nhựa ốp tường ceramic phủ tráng gương này. Nó rất là hiện đại và rất là sang trọng nếu như có trong không gian gia đình anh chị và các bạn. Và anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi hết video này anh chị nhá. Let's go. Too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.